Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ cả nhà một món chay rất ngon, ăn rất là hao cơm luôn. Đó là món sườn xóc xả ớt lá chanh nha. Món này sau khi hoàn thành rồi, phần sườn bên ngoài thì giòn, bên trong thì dai dai, vị thì mặn mặn nè, cay cay nè, thơm xả, thơm lá chanh và thơm rong biển. Ăn cơm trắng với một ít dưa leo thì rất là tuyệt vời luôn. Và cách làm thì siêu đơn giản. Bây giờ thì mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Đầu tiên thì em sẽ dẫn cả nhà đi hái một ít lá chanh nha. Lá chanh này là nhà em trồng nè cả nhà. Mấy hôm nay mưa quá cho nên nó cũng rất là tươi tốt như thế này ha. Em sẽ hái một ít. Thì món này mình sẽ dùng cái lá chanh không quá già và không quá non nha cả nhà. Cả nhà có thấy gì trên màn hình không? Đang hái lá chanh mà phát hiện ra nè. Đó, ở đây có một bạn sâu nè, ú nu luôn đó. Cái sâu này á, nó thích ăn lá chanh, ăn lá bưởi rồi lắm cả nhà. Mấy cây chanh với cây bưởi phía bên kia là ăn trụi lá rồi, bữa nay nó qua tới cây chanh phía bên này nó ăn luôn. Thì em sẽ sử dụng khoảng là 5 cái lá chanh thôi, chứ mình không có sử dụng quá nhiều. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau vào bếp nha. Và đây là tất cả nguyên liệu mà em đã chuẩn bị. Đầu tiên em có 3 miếng sườn non chay, em đã ngâm nước đỡ mềm, rửa sạch vắt ráo rồi. 4 cây sả nè, 5 cái lá chanh, 1 tép tỏi, 1 củ hành tím và 1 trái ớt cay. Nếu cả nhà không ăn được cay thì mình có thể thay thế bằng ớt sừng, còn không thích nữa thì mình có thể là bỏ qua bước này nha. Thì một miếng sườn non chay như vậy thì em sẽ chẻ nó ra làm 3 miếng mỏng. Thì tùy vào cái miếng sườn cả nhà sử dụng mỏng hay dày nha. Của em thì miếng sườn dày nè, cho nên em sẽ tách ra làm 3. Còn nếu cả nhà sử dụng cái miếng mỏng hơn thì mình chẻ đôi được rồi ha. Mỗi một miếng sườn mỏng thì em sẽ cắt ra thành 3 miếng nhỏ như thế này. Thì mình cắt sườn nhỏ như thế này là vừa miếng ăn luôn nha cả nhà. Thì khi ăn mình chỉ cần múc một miếng sườn mình ăn thôi, chứ không có là cần phải cắn ra nữa. Em sử dụng tiếp ở đây là một lá rong biển cuộn cơm. Mình sẽ đo với miếng sườn mình vừa cắt nè. Mình đo làm sao cho nó bằng miếng sườn hoặc là nhỏ hơn miếng sườn chút xíu nha. Thì mỗi một cái cọng rong biển nhỏ như vậy thì em sẽ cắt đôi nó ra như thế này ha. Rồi, bây giờ thì em sẽ bỏ qua một bên, mình sẽ đi ướp sườn nha. Em sẽ cho hết cái phần sườn vào tô. Tiếp theo thì em cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm chay, nửa muỗng cà phê bột nghệ để tạo màu cho món ăn nhìn đẹp mắt hơn ha. Sau đó thì mình sẽ trộn đều để cho cái phần bột nghệ và cái phần hạt nêm nó thấm đều vào từng miếng sườn nha. Bây giờ thì em sẽ để sườn sang bên, mình sẽ đi chuẩn bị các nguyên liệu tiếp theo. Tất cả các nguyên liệu thì mình sẽ đem đi cắt nhỏ hết luôn nha cả nhà. Cắt xong hết rồi thì em sẽ cho hết tất cả vào cái túi ni lông như thế này, rồi mình giã nhuyễn nó ra. Còn nếu cả nhà không thích giã thì mình cũng có thể băm nhuyễn nha. Em thì em thích giã hơn, tại vì khi mình giã cái nguyên liệu nó ra được cái tinh dầu nó sẽ thơm hơn ha. Bây giờ em cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối, một muỗng cà phê hạt nêm chay. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kéo cái túi này ra, rồi mình sẽ dùng chày mình giã cho cái phần này nó nhuyễn, thật là nhuyễn nha cả nhà. Và một lưu ý, món này mình không cho đường nha cả nhà. Cho đường vào ăn không ngon đâu, vị nó mặn mặn như vậy, ăn cơm ngon lắm và rất là thơm. Thì em giã nãy giờ thì nó nhuyễn như thế này nè, như vậy là được rồi ha. Bây giờ mình sẽ để phần này sang bên nha. Bây giờ em sẽ cho vào chén là một muỗng canh bột năng và một muỗng canh nước. Mình sẽ hòa tan bột năng và nước để mình làm cái chất kết dính giữa cái miếng sườn và cái miếng rong biển nha cả nhà. Thì quậy đều lên như vậy là được rồi, mình bắt đầu đi cuộn sườn thôi. Đầu tiên thì mình sẽ đặt cái miếng rong biển ở dưới, sau đó mình quét một lớp bột lên. Ngoài bột năng ra thì cả nhà cũng có thể thay thế bằng tất cả các loại bột khác nha, để tạo chất kết dính thôi chứ nó cũng không có ảnh hưởng gì tới món ăn.
Rồi một miếng sườn như vậy thì em sẽ cuộn vào như thế này, sau đó mình sẽ đặt cái mí, cái mối đó cả nhà xuống, rồi mình cuộn nó vào miếng rong biển như thế này ha. Đây ạ. Đó, rất là đơn giản, dễ làm cả nhà ha. Cái này làm chút xíu cả nhà là xong rồi, khoảng 5 phút à. Đó. Rồi bây giờ em sẽ cuộn tiếp cái miếng thứ hai nha. Thì để cho cái phần rong biển nó dính chặt á, thì cả nhà nên là quét cái phần bột ở hai cái đầu mối của cái lá rong biển á cả nhà, cho nó nhiều một chút xíu để khi mình chiên á, cái phần sườn non chay nó không có bị bung cái lá rong biển ra, thì nó sẽ giữ được nguyên cái cuộn sườn non cho mình nha. Thì cứ tiếp tục như vậy cả nhà làm đến hết cái phần sườn non còn lại ha. Ngoài sườn non thì cả nhà cũng có thể thay thế bằng các loại nấm như là nấm đùi gà hoặc là nấm bào ngư nè. Nếu như mà cả nhà sử dụng nấm thì cả nhà sơ chế nấm cho nó thật là khô nước rồi mình mới đem cuộn với rong biển nha. Thì đây là tất cả các phần sườn chay em vừa cuộn xong nè. Rồi bây giờ mình chỉ cần đem chiên vàng thôi. Em bắt sẵn chảo dầu, dầu nóng rồi. Bây giờ mình sẽ thử dầu bằng cách là mình nhìn cái đôi đũa, mình cho đôi đũa vào nó sôi như thế này là được nha. Thì bây giờ em sẽ cho hết cái phần sườn vào đây, rồi mình sẽ chiên vàng đều hết các mặt nha. Phần sườn như vậy là được rồi, em sẽ bắt đầu là vớt hết cái phần sườn này ra. Rồi mình cho nó ra cái rổ inox để cho nó rõ dầu nha cả nhà. Bây giờ thì em bắt chảo lên cho vào đây là một muỗng canh cái dầu mình mới vừa chiên sườn xong đó. Rồi, bây giờ dầu nóng thì em sẽ cho hết cái phần gia vị lúc nãy mình giã vào đây ha. Rồi mình sẽ rang trên lửa nhỏ nha cả nhà. Mình rang đến khi nào các gia vị này nó thơm nè và nó chuyển sang màu vàng nhẹ là được nha. Đây, tất cả các gia vị nó vàng nhẹ như thế này là được rồi. Bây giờ thì em sẽ cho hết cái phần sườn non vào đây. Rồi mình sẽ đảo đều cái phần sườn non này để cho nó thấm đều gia vị ha. Thì lúc đầu á, mình cũng đã ướp vào đây một ít hạt nêm chay rồi cả nhà, cho nên khi ăn á, thì nó cũng không có bị nhạt à, kết hợp với phần gia vị nữa, nó mặn mặn, ăn với cơm trắng ngon lắm. Còn nếu như mà cả nhà ăn cái vị nó mặn hơn thì mình có thể là ăn kèm với một chén nước tương nữa nha. Sau khi đảo đều rồi thì em sẽ tắt bếp luôn. Bây giờ thì mình chỉ cần cho ra dĩa và ăn cơm nữa thôi. Đó, như vậy là em đã vừa chia sẻ với cả nhà một món chay rất đơn giản, dễ làm à, được làm từ sườn non chay. Sườn á, sau khi làm xong thì bên ngoài giòn, bên trong thì dai dai nè. Vị thì mặn mặn ha à, thơm của sả, của lá chanh, rồi thơm của rong biển và cay cay nhẹ của ớt. Mình sẽ kết hợp với một chén cơm trắng, một ít dưa leo nè. Đó, có thể là chấm kèm với lại một chén nước tương và là ớt cay cay nữa thì quá là tuyệt vời luôn. Món này siêu hao cơm luôn nha cả nhà. Nó hy vọng rằng cả nhà mình sẽ yêu thích cái gợi ý món chay ngày hôm nay. Nếu thấy thích kênh, cả nhà nhớ bấm vào nút đăng ký kênh, bấm vào cái chuông để xem món ăn chay mới nha. Đừng quên like video và chia sẻ về cho bạn bè cùng xem. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà ở các video tiếp theo.